Minh Béo đã thuê được luật sư với chi phí siêu đắt. Thông tin từ gia đình Minh Béo cho biết, hiện tại anh chị em nam diễn viên đã có mặt tại Mỹ để gặp gỡ động viên anh chuẩn bị cho buổi xét xử sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 sắp tới. Anh Hồng Phước Kiên, anh trai ruột Minh Béo đã có mặt tại Mỹ từ ngày 9 tháng 4. Sau đó anh Kiên đã vào gặp Minh Béo tại nhà tù Tulare, quận Cam, bang California. Cùng với anh Phước Kiên, chị hai của Minh Béo, chị Thủy Tiên cùng con gái cũng bay từ Australia qua Mỹ để thăm, động viên em trai đang vướng vòng lao lý. Theo chia sẻ của chị Ngọc Anh, vợ anh Hồng Phước Kiên, chị dâu Minh Béo, khi được người thân vào thăm gặp tại nhà tù Tulare, Minh Béo tỏ ra khá bình tĩnh, tâm lý ổn định chứ không hoang mang và suy sụp như nhiều thông tin đưa trước đó. Minh Béo cũng chia sẻ với anh Kiên tình hình hiện tại hoàn toàn bình thường, không còn hoảng sợ như giai đoạn đầu Minh Béo mới bị bắt. Từ sự động viên của gia đình, nam diễn viên đã chuẩn bị tâm lý cho phiên xét xử sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 sắp tới. Anh cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong gia đình, đặc biệt là mẹ mình. Cũng theo chia sẻ của chị Ngọc Anh, hiện tại gia đình Minh Béo đã thuê xong luật sư riêng để biện hộ cho MC Lục Lạc Vàng trong phiên xét xử sắp tới. Việc tìm kiếm luật sư riêng này được gia đình và người thân Minh Béo tại Mỹ cân nhắc khá kỹ lưỡng bởi chi phí cho một luật sư giỏi người Mỹ chuyển đất Mỹ vô cùng tốn kém. Chị Ngọc Anh cũng cho biết thêm, anh Kiên sẽ ở lại và cùng có mặt tại phiên xử Minh Béo diễn ra vào ngày 15 tháng 4 ở văn phòng CJ1, nhà tù trung tâm thành phố Santa Ana.